Hội môi giới bất động sản Việt Nam dự báo trong năm 2024, giá bán chung cư sơ cấp sẽ tiếp tục tăng trung bình khoảng 3-8%. Lý do chính là nguồn cung trong ngắn hạn vẫn chưa được giải quyết. Khan hiếm nguồn cung mới khiến thị trường bất động sản thiếu tính cạnh tranh. Doanh nghiệp có dự án chung cư mở bán giai đoạn này sẽ thu lời lớn. Nếu không gặp khó khăn về dòng tiền, chủ đầu tư sẽ tiếp tục giữ giá cao để tối đa hóa lợi nhuận. Đồng thời, cơ sở hạ tầng không ngừng hoàn thiện sẽ tiếp tục đẩy mạnh mặt bằng giá cao hơn nữa. Giá chung cư neo cao không chỉ vì chủ đầu tư cố giữ giá cao mà còn vì chi phí đầu tư xây dựng tăng do giá nguyên vật liệu đầu vào, nhân công, chi phí tiếp cận tài chính tăng. Lãi suất thấp cùng với lạm phát cao kỷ lục của quãng thời gian trước cũng là những yếu tố góp phần làm giá nhà tăng mạnh. Thưa quý vị, mới đây tại mốc 456 thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang phối hợp với Văn phòng Ngoại sự tỉnh Vân Nam Trung Quốc tổ chức lễ khởi động kiểm tra biên giới song phương giữa hai tỉnh Hà Giang, Vân Nam. Đoàn đại biểu đã tiến hành kiểm tra biên giới song phương từ mốc 449 đến mốc 486. Hai bên kiểm tra thực địa tình hình đường biên, mốc giới, tình hình triển khai các văn kiện pháp lý về biên giới, thực hiện công tác vệ sinh, sơn sửa một số mốc giới, giới thiệu tuyên truyền công tác phối hợp quản lý biên giới giữa hai bên. Thông qua hoạt động kiểm tra biên giới song phương, góp phần xây dựng công tác phối hợp, tuần tra, xác định rõ đường biên, mốc giới trên tuyến biên giới Việt-Trung ngoài thực địa. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục để các lực lượng chức năng quản lý biên giới và người dân khu vực biên giới hiểu rõ hơn về ý nghĩa của công tác phân giới, cắm mốc giữa hai quốc gia. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư phát triển các dự án, công trình trọng điểm, chiến lược ngành giao thông vận tải tập trung thực hiện trong giai đoạn 2024-2030 với 59 dự án, tổng số vốn là 231.000 tỷ đồng. Có 4 dự án đường cao tốc gồm Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Thành phố Hồ Chí Minh Trơn Thành, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. 3 dự án nâng cấp mở rộng cải tạo quốc lộ là quốc lộ 1, quốc lộ 13, quốc lộ 22. Đường vành đai có 5 dự án gồm 3 đoạn tuyến của vành đai 2, đường nối từ vành đai 3 tới đường Võ Nguyên Giáp và vành đai 4. Đường kết nối liên vùng có 3 dự án là cầu Rạch Rơi, đường mở mới phía Bắc, đường trục Đông Tây nối dài từ quốc lộ 1 đến Long An. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đầu tư xây cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Cần Giờ, 6 nút giao thông lớn, 25 dự án tuyến đường trục chính xuyên tâm, 1 dự án đường trên cao số 5, 4 dự án đường thủy, 6 dự án bến bãi giao thông tỉnh. Nhu cầu vốn đầu tư 59 dự án trong giai đoạn 2024-2030 dự kiến là 231.048 tỷ đồng. Hôm qua 26 tháng 12, sân bay Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ Chí Minh đã mở đợt cao điểm ra quân tình nguyện hỗ trợ phục vụ hành khách trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán 2024. Đồng thời sẵn sàng các phương án điều hành, khai thác hạn chế tối đa tình trạng ách tắc trong dịp cao điểm Tết như các năm trước đây. Lực lượng thanh niên Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan sân bay, Cảng vụ hàng không miền Nam và Công an cửa khẩu được huy động tham gia tình nguyện cho đợt cao điểm phục vụ hành khách đi máy bay trong dịp Tết Dương lịch năm nay. Hành khách đến sân bay sẽ được hỗ trợ thông tin, trợ giúp làm thủ tục, soi chiếu hành lý, nhanh chóng hiệu quả. Trong cao điểm Tết Dương lịch 2024, dự kiến mỗi ngày có khoảng 680-740 chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất, với lượng khách trung bình khoảng 110.000-120.000 người. Để hạn chế tình trạng ùn tắc, giải quyết nhanh thủ tục cho người dân, sân bay đã chủ động phối hợp bố trí nhân sự kịp thời tại trung tâm điều hành để điều tiết các phương tiện, trang thiết bị hợp lý, không để xảy ra tắc nghẽn. Phối hợp với các hãng taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ nhằm nâng số lượng phương tiện phục vụ, xử lý nghiêm tình trạng xe dù, xe trá hình. Sáng qua tại Hà Nội, Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường tổ chức hội thảo và gặp mặt báo chí tuyên truyền về dự án cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật tại các tỉnh bị phun giải nặng chất da cam. Dự án hòa nhập do Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường với sự tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ nhằm cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun giải nặng chất da cam. Thời gian qua, với sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị trong thực hiện dự án, đã có trên 18.000 người khuyết tật, nạn nhân da cam dioxin được khám sàng lọc và hỗ trợ chăm sóc. Bên cạnh đó, dự án cũng triển khai mở rộng các dịch vụ xã hội, tăng cường hỗ trợ hòa nhập xã hội và triển khai hỗ trợ trực tiếp, giúp tăng cường chất lượng sống của người khuyết tật, cải thiện điều kiện sống tại gia đình để tạo thuận lợi cho sinh hoạt hàng ngày của người khuyết tật, cải thiện chính sách, cải thiện thái độ công chúng, giảm thiểu các rào cản, bảo đảm hòa nhập xã hội cho người khuyết tật.
Thời gian tiếp theo, dự án tập trung hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại 8 tỉnh bị phun giải nặng chất da cam, gồm Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh. Mục tiêu của dự án là triển khai cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng và dụng cụ trợ giúp cho khoảng 30.000 người khuyết tật tại 8 tỉnh trên.